Chào cô. Hello. How are you I'm fine. today? Okay, good. Ôn bài chưa Linh Duy? Rồi. Okay, thì cô hỏi một chút nha. Thế có mấy quy tắc để thêm đuôi in nào? Năm. Okay, được rồi. Thế cách đơn giản nhất là gì? Chỉ cần thêm gì nhỉ? Thêm in và sao động từ được chưa? Thế danh cấu tạo như thế nào? Danh động từ được cấu tạo như thế nào? Chết rồi, chưa nhớ bài à? Danh động từ được cấu tạo như nào nhỉ? Là verb thêm đuôi in, nhớ chưa? Ví dụ như là to go chuyển thành going như này, read chuyển thành reading này, sing là sing này. Nhớ nhá, bởi vì phần này rất quan trọng đấy. Mình học tiếp nhá. Tiếp theo này. Mình đến cái gạch đầu dòng 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Bây giờ mình sang gạch đầu dòng số 5 này. A noun can be reserved to form a double noun. Đây là danh từ có thể chuyển để hình thành một danh từ đôi ấy, để cho danh từ ghép ấy, được chưa? Ví dụ chúng ta có từ a lot parking thế nào? Tiếp theo nó có thể can be a new object for owning or possessing adjective, thì owning or possessing adjective đây là tính từ sở hữu, được chưa? Nó có thể trở thành một cái tân ngữ mới cho tính từ sở hữu, được chưa nào? Ví dụ chúng ta có từ thank you for your coming here, được chưa? Thì cái coming này chính là một danh động từ, được chưa? Linh Chi hiểu cho em, được chưa? Tiếp theo, make the verb for the verb. Ngay thì nó nghe hơi khó hiểu một tí, nhưng mà tóm lại là nó sẽ tạo một động từ khác. Ví dụ chúng ta có các từ như là be này, become này, get này, sound này. Ví dụ như là Harry is dancing. Dancing chính là một danh động từ, được chưa? Cô ấy thích khiêu vũ. Anh chị hiểu chưa nào? Đấy là những cái cách sử dụng phổ biến của danh động từ nhá. Tiếp theo. Subject in plural form. Nào, Linh Chi lấy sách vở ra chưa? Chuẩn bị ghi từ mới này. Chúng ta có plural form. Plural form nghĩa là có biết gì không? Chi? Có biết plural form là gì không? No. Plural form là số nhiều. Vậy, sorry, plural là số nhiều. Vậy plural form là dạng số nhiều. Subject in plural form chính là chủ ngữ ở dạng số nhiều. Như nào? Ok, mình sẽ học về một cái câu hỏi rất là thông dụng. Đó chính là Linh Chi bị tắt cam rồi em. Linh Chi ơi, tập trung vào nào, bởi phần này rất khó nào. Khi mà một người hỏi em là what do you like doing, nghĩa là thích làm gì, được chưa? Thì mình sẽ trả lời với dạng có trả lời một câu có xuất hiện. Có rất rất cần. Ra Linh Chi đọc lại từ đây cho cô nghe xem nào. Là có gì nhỉ? Danh động từ là gì? Con nhớ không? Hôm trước này là có gì? Cái này cơ mà. Cái từ cô gạch chân đấy. Có biết không? Quên cách đọc à? Đây là danh động từ thôi Linh Chi. Đọc là Children. Được chưa? Đó, thì mình sẽ trả lời với một cấu trúc mà có xuất hiện Children. Đây là một danh động từ thì rất đơn giản thôi. Chủ ngữ này, chủ ngữ là ai này? Bởi vì câu hỏi là what do you like mà, mình phải trả lời bằng ai. Like cộng với verb in ở đây chính là children, là danh động từ, được chưa? Ở bên dưới nó có ví dụ này, what do you like doing? Bạn thích làm gì? Thì mình sẽ trả lời, thì trong cái ví dụ người ta trả lời là I like watching TV. Tôi thích xem TV. Bây giờ cô hỏi Linh Chi nhá. What do you like doing?
What do you like doing? Watching. Sao em? I like what? Gì cơ? Trả lời đi em. I like. Nhắc lại cho cô một lần nữa là cái gì nhỉ? Một danh động từ được cấu tạo như thế nào? Chi trả lời đi em. Cô vừa dạy thế, dạy từ bài trước ấy. Cô vừa nhắc lại ngay lúc đầu là children được cấu tạo bởi verb in này lên chi là động từ thêm doing. Ôn bài à? Thì mình sẽ khi mà người ta hỏi mình là what do you like doing thì mình sẽ trả lời là I like cộng với một children. Children là danh động từ, cấu tạo là động từ thêm doing. Người ta viết cho Linh Chi rõ ra đây này. Thế bây giờ cô hỏi Linh Chi nhá, what do you like doing? I like doing. Không sao hả em? Cô đang không nghe thấy Linh Chi nói gì cả. Không sao. Nào, đang làm gì đây? Trả lời cô nhanh lên. Sao? I like cái gì nào? Children. Hả? I like children. Children là gì? Nào Linh Chi ơi, children là một danh động từ, là động từ thêm doing. Bây giờ Linh Chi thích làm gì thì Linh Chi hãy sử dụng cái động từ đó và thêm doing vào. Hiểu chưa em? Cô vẫn chưa hiểu à? Linh Chi làm gì đây? Nào tập trung vào em cứ đi đâu đấy? Trả lời được chưa? I like what? Vẫn chưa hiểu à? Nào, động từ thêm doing là một cái động từ bình thường và thêm verb in vào thôi. Nó đã cấu tạo thành một children là một danh động từ rồi. Bây giờ nói bằng tiếng Việt cho cô nghe là em thích làm gì? Xem TV. Ok, xem TV là ví dụ của người ta rồi. Là I like thì khi mà người ta được hỏi là what do you like doing là bạn thích làm gì? Nào Linh Chi bỏ tay xuống em. What do you like doing là bạn thích làm gì? Thì người ta đã trả lời là I like watching TV rồi. Tôi thích xem TV rồi. Bây giờ Linh Chi nói cái từ khác xem nào. Linh Chi thích làm gì? Ngoài xem TV ra còn Linh Chi không thích làm gì nữa? Watching. Ngoài xem TV mà Linh Chi, một cái hành động khác ngoài cái hành động xem TV ấy em. Em thích đi chơi chẳng hạn. Như thế nào? Ôi. Ôi. Từ đọc sách tiếng Anh là gì hả cô? Đọc sách là read. Ồ, thế bây giờ trả lời đi. Tôi thích đọc sách thì trả lời như nào? I like. Hai làm sao? Do. Sao lại do hả Linh Chi? Cô vừa nói là động từ thêm doing mà. Động từ là read đúng không? Bây giờ động từ thêm doing thì em chỉ cần reading thôi. Thì sẽ thành I like reading books. Rõ chưa Linh Chi? Chưa ôn bài à?
Linh Chi có hiểu cô nói không? Hiểu cho em. Hả? Nghe thấy cô nói. I like singing. Ok, đúng rồi. Tôi thích hát. Đó, động từ thêm doing là nó sẽ trở thành một chỉ cần động từ thêm doing là nó đã trở thành một cái danh động từ rồi. Thế bây giờ cô muốn nói là tôi thích đi chơi thì sao? Tôi thích chơi. Cô sẽ nói như thế nào? Chơi trong tiếng Anh là gì? Là play. Play. Play, thích nói cả câu thế nào? Ủa không nói được á? Nó giống singing của em ấy. Play gì hả Linh Chi? Ủa vẫn không biết á, I like. Cô đã bảo là động từ thêm doing. Bây giờ em chỉ cần thêm doing thôi. Thì thành I like playing thôi. Đâu? Linh Chi ơi. Linh Chi ơi. Dạ. Đang làm gì đây em? Tập trung. Nãy giờ cứ để cô nói đi. Làm gì đây? Tập trung vào đi. Nhớ chưa? Thế bây giờ nói lại câu là tôi thích chơi thì nói như nào? Tôi thích chơi là I like playing. Chỉ cần động từ thêm doing thôi, nhớ chưa? Thế bây giờ tôi thích nhảy đi, nhảy tiếng Anh là gì? Run. Đã chạy rồi, nhảy là dance. À. Ok, chạy. Dance. Tôi thích chạy đi. Thôi tôi thích chạy thì nói như nào? I like gì? I like running. Đúng rồi. Nhớ cho em. Đây, okay, em chép cả cái này vào vở đi.
Xong rồi. Ok, tiếp. Phần 2 là what do you like doing? Được chưa? À, đấy là lúc nãy mình vừa học vào subject in plural form là chủ ngữ dạng số nhiều. Bây giờ mình sẽ học chủ ngữ dạng số ít. Dạng số ít ở đây là he, she. Được chưa nào? He, she hoặc it đấy. Được chưa? Nhưng mà phải người mà. Người thì chỉ có he, she thôi. Được chưa? Thì cấu trúc sẽ là what does này. He hoặc she này, like doing này. Mình sẽ trả lời là cũng y hệt như thế, he hoặc she cộng với like. Like ở đây bởi vì nó thì hiện tại và bên cạnh đó là chủ ngữ số ít nên động từ phải chia. Động từ phải chia thì động từ phải thêm s. S hoặc es, tuy nhiên ở đây là chữ like nên là âm e cuối thì mình chỉ cần thêm s thôi. Được chưa nào? Cộng với children. Children chính là verb in đấy, được chưa nào? À, chúng ta có ví dụ này, what does she like doing? Cô ấy thích làm gì? Thì ở ví dụ ở đây là she likes listening to music. Cô ấy thích nghe nhạc, được chưa? Thế bây giờ nhá, cô hỏi là what does he like doing? Và bây giờ cô muốn nói là anh ấy thích chơi bóng đá thì cô sẽ nói như thế nào? He chơi bóng đá. He like. Chơi là gì? Play. Play gì em? Football. Sao lại play football? Cô vừa nhắc Linh Chi là động từ phải thêm ing cơ mà. Play football in. Playing football. Football là danh từ. Động từ là play mà. Thì phải là playing football chứ.
He like footballing. Động từ là gì? Động từ là play. Thêm ing vào sau, thêm ing vào sau động từ phải là playing. Football nó là bóng đá, nó là danh từ. Thì phải là he likes playing football. He likes playing football. Play gì em? Playing football. Thế bây giờ cô muốn nói là cô ấy thích xem TV thì cô sẽ nói như nào? She like xem TV. She like xem TV là gì? Xem là gì à Linh Chi? Ủa không biết á. Đó là cái ví dụ lúc nãy mà. She like what? Nói cho cô biết đã, xem TV là gì? Mà cái từ lúc nãy mà Linh Chi. Watch TV. Bây giờ nói đi, cô ấy thích xem TV thì nói như thế nào? She like. She like. What? TV. She like what? She like what in TV? What gì em? What in TV? Watching TV đúng rồi. Thế sao mà mãi không nói thế? Này em ghi cái này bỏ đi. Đâu?
her.
cô ăn xong rồi. Ok, tiếp nha. Phần 3. What is your hobby? What is your hobby là sở thích của bạn là gì đấy? Được chưa nào? Cấu trúc là what is your hobby? Được chưa? Sở thích của bạn là gì? Cách trả lời, mình cũng vẫn trả lời như thế. Cách đầu tiên là I like cộng với verb in. Cách thứ hai là my hobby is cộng với verb in. Được chưa nào? What is your hobby, Trang? Sở thích của bạn là gì vậy, Trang? Và Trang này sẽ trả lời là I like singing. Hoặc bạn ấy cũng có thể trả lời là my hobby is singing. Được chưa nào? Thế bây giờ muốn nói là tôi thích xem TV đi. Thì nói lại như nào? Nói lại xem nào. I like watching TV. Cách thứ hai, sử dụng cái cấu trúc thứ hai. Thì nói như nào? My hobby is watching TV. Rồi, em check vào vở đi.
chạm chạm chạm. Con xong rồi. Ok. Ừ. Nó bị rồ rồi, mẹ ơi sao nó mang được cái váy. Ok, thì bây giờ em ngồi em làm bài 1 đi nhá. Được chưa nào? Ngồi làm hết 5 câu bài 1. Bắt đầu làm nhá. Làm vào đâu của cô? Làm vào vở em. Vào vở nhá.
Làm ba câu đầu thôi, được chưa? Ba câu đầu. Bài này là sắp xếp từ đó Linh Chi. Em xong chưa chị? Xong rồi, em thử. Hả? Xong rồi. Ok, thế đọc câu 1 xem nào. Đọc trong một câu 1 cho cô nào. Do you like? Gì nhé? Do you like to
Cô từ này đọc gì cô? Từ tiếng Anh nè cô. Môn tiếng Anh nè cô. English. English. Do you like to English? Sai rồi, trời ơi chị ơi. Cô dạy là do you like thì có một verb in. Thế vậy em nhìn trong đây động từ thêm do in là từ listening. Thì em phải đặt listening sau like chứ. Vậy là do you like listening to English songs? Bạn có thích nghe nhạc tiếng Anh không? Câu này sai rồi. Do you like thì cộng với verb in. Thì đây phải là listening to English songs. Câu số 2, đọc đi đã rồi về nhà chữa. Em điền là gì? Sao hả Linh Chi? My life. Hả? My life. My sao lại life được? My là của tôi thì phải là anh trai của tôi chứ. My brother. Ok, thì sai hết rồi đúng không? Con đọc nốt câu số 1 đã. À, câu số 3 đã. Câu số 3 là gì? Câu số 3 là gì? Linh Chi đọc đi. Ơi. Ơi. Từ này đọc là gì hả cô? Das. Does she like? Does she like reading book? Ừ, đúng rồi câu 3. Câu 1, 2 sai nhá. Câu 1, 2 sau like thì phải là verb in chứ. Phải là do you like listening to music songs? Câu số 2 là anh trai của tôi chứ sao lại my like? My like là cái gì? My có phải chủ ngữ đâu. Phải là my brother likes playing football very much. Về nhà làm lại hết bài 1 cho cô nhá. Làm toàn bộ bài 1 và làm bài 2 cho cô. Được chưa nào? Ok, nhớ bài về nhà chưa? Về nhà ôn tập đi Tinh Chi nhá. Hôm nay học hơi bị không nhớ bài ấy nhá. Nhớ chưa Linh Chi? Vâng. Ok, see you then and bless you today. Goodbye, see you next time.